từ hấp lực của thổi nam châm mang tên Hội An, bất động sản Nam Hội An đang tỏa sáng, hứa hẹn tạo nên sự bứt phá mạnh mẽ. Khu tổ hợp nghỉ dưỡng Kashamia, Vinpearl Nam Hội An, Casino Nam Hội An và hàng chục dự án nghỉ dưỡng cao cấp trải dài ven biển đang thu hút hàng triệu lượt khách trong và ngoài nước đổ về, mang lại doanh thu khủng, đồng thời đẩy giá trị bất động sản nơi đây tăng trưởng vượt trội theo cấp số nhân. Nam Hội An chính là một ẩn số hấp dẫn cho giới đầu tư. Khu phức hợp đẳng cấp 5 sao Nam Hội An City tọa lạc ngay vị trí đắt giá, hướng nhìn bao la đón gió tại nơi giao thoa của con sông Thu Bồn và biển Cửa Đại. Là dự án duy nhất tại Hội An sở hữu bến du thuyền, Nam Hội An City chính là điểm dừng chân lý tưởng cho hành trình du lịch đường thủy đón bình minh sông Hàn và chào hoàng hôn sông Hoài. Thì Nam Hội An chính là gợi ý hấp dẫn. Chỉ cách một cây cầu Cửa Đại, du khách đã dễ dàng di chuyển đến phố cổ trong vòng 3 km. Khu du lịch sinh thái nổi tiếng rừng dừa bảy mẫu ngay bên kia sông, bãi biển cách vài bước chân. Tất cả các hoạt động giải trí trong vòng 5 phút di chuyển. Đặc biệt, dự án nằm giữa hai sân bay lớn của khu vực là sân bay quốc tế Đà Nẵng và sân bay Chu Lai. Khi loạt dự án vui chơi, giải trí, nghỉ dưỡng tại khu vực này lên đồng bộ, Nam Hội An sẽ trở thành trung tâm thứ hai tại khu vực, đáp ứng toàn bộ nhu cầu nghỉ dưỡng của du khách đến đây. Tích hợp 15 loại hình sản phẩm, dịch vụ, tổ hợp phố chuẩn quốc tế, Nam Hội An City chính là điểm đến mới để giải tỏa cơn khát về nhu cầu nghỉ dưỡng cho du khách cũng như khách hàng trung thượng lưu có nhu cầu an cư. Với tòa tháp cao 30 tầng cùng nhiều tòa tháp tầng, hệ thống khách sạn nghỉ dưỡng tại đây hứa hẹn sẽ khiến du khách mãn nhãn về một dịch vụ nghỉ dưỡng xa hoa nhưng không kém phần bình yên và lãng mạn. Ẩn số lớn nhất của dự án chính nằm ở dãy nhà phố liền kề ngay nội khu đô thị. Một cơ hội đầu tư tuyệt vời về không gian sống và là cơ hội kinh doanh sinh lời cao cho các khách hàng đầu tư trung và dài hạn. Hai loại hình sản phẩm như nhà xây sẵn và đất phân lô có sổ đỏ cho khách hàng các lựa chọn đầu tư linh hoạt. Được thổi hồn bằng lối kiến trúc hoàng gia và chút màu sắc hoài cổ của phố hội, những dãy nhà mặt tiền dự án trở thành điểm nhấn nổi bật không trộn lẫn. Khách hàng lựa chọn đất nền hoàn toàn có thể xây dựng nhà phố, biệt thự lên đến 5 tầng, phù hợp cho mọi loại hình kinh doanh nhà nghỉ, homestay hoặc villa ven sông. Bên cạnh các tiện ích công viên, phố đi bộ ven sông, spa, bể bơi vô cực sẽ làm hài lòng các chủ nhân khó tính nhất. Đặc biệt, để Nam Hội An City không còn là ẩn số, chủ đầu tư đã hoàn thiện pháp lý 100% tất cả các sản phẩm đã có sổ đỏ, mang lại cơ hội đầu tư sinh lời an toàn và rõ nét cho khách hàng và nhà đầu tư, điều mà ít dự án nào đến thời điểm này thực hiện được. Đến dự án lúc này, quý khách hàng chắc chắn hài lòng với bức tranh Nam Hội An City hiện ra trước mắt vì hạ tầng đã đồng bộ lên trên 95%. Nam Hội An City xứng đáng là tuyệt tác phố Tây giữa lòng di sản, ghi danh vào thiên đường nghỉ dưỡng triệu đô mang tên Hội An. Còn những nhà đầu tư thông thái chính là quý vị